ngủ. Khi nào anh buông ngủ? Sao có mình tôi đi ngủ vậy ta? Không lẽ tôi phải sống tập sống giờ của mấy người? Sao có mình tôi đi ngủ thiệt luôn á? May ngủ luôn. Mấy người này ghê thiệt. Để lo cho nó. Không nổi đâu chị. Ừ, không nên làm bằng. Tụi em tuổi trẻ mà. Chị già rồi. Sao không thể nào lại? Không lại được, thức không lại. Không là châu bò lại được. Nhiều khi mới lên đồ ra đường cái gì? Ghê vậy? Ghê vậy ba? Ghê vậy sao? Ghê vậy sao? Mấy bạn vui quá là mình không muốn ngủ luôn mấy bạn. Cứ cháy đi hả? Đêm rồi cháy gì nữa anh? Đêm rồi cháy gì nữa? Anh muốn cháy gì nữa? Anh muốn cháy gì nữa? Em nay từ 7 giờ rưỡi tới giờ đó anh. Cháy nó đen thui luôn hả? Không, chấm bóc à. Đen là kỳ lắm nha. Bigo tới đây đêm ghê hả? Người làm đêm ghê á. Yes, sweet dream. Thôi chị học đây. Ngủ à. Ngày mai mình sẽ live trễ thêm nửa tiếng. Mỗi ngày mình nhích nửa tiếng. Tại vì trễ live sớm, em hiểu không? Tại là trễ, người ta live tầm 10 giờ thì người ta thích. Người ta sẽ live đến 3 giờ được. Còn chị live từ 7 rưỡi rồi. Từ 7 rưỡi. 7 rưỡi tới tới giờ 6-7 tiếng rồi đó. Bye bye sure. Bye mọi người nha. Ừ, ngon nha, chú mình ngon. Bye, mua lá xe cẩm thận nha. Cảm ơn anh. Bye bye, bye mọi người, hãy chơi với em nãy giờ nha. Bye tiền cũng ngon. Đồ chết mẹ luôn, hôm qua quên nhận bản tin quen rồi. Tức cái trời. Nhận chưa ta? Chưa nhận luôn.